Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Mỗi một câu chuyện sẽ bao gồm nhiều sự việc và mỗi sự việc sẽ được kể thành một đoạn văn. Và dấu hiệu để con nhận biết được đơn giản đấy là mỗi một đoạn khi đã viết xong đầy đủ cho các sự việc thì các con cần chấm xuống dòng. Trong câu chuyện có thể có rất nhiều đoạn. Chúng mình theo dõi ví dụ của cô này. Cô lựa chọn câu chuyện Ba Điều Ước, chuyện cổ của dân tộc Ba Na để giới thiệu với các con. Trước hết, con sẽ nghe cô kể lại câu chuyện này, rồi các con sẽ cùng chia đoạn và tìm sự việc của các đoạn nhé. Ba Điều Ước. Ngày xưa, có chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được tiên ông tặng cho ba điều ước. Nghĩ trên đời có vua là sung sướng nhất, tít ước được trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm, tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, tít bỏ cung điện ra đi. Lần kia, gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể. Tít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước lại được thực hiện. Nhưng có của, Rít lại luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm cho chàng vui. Chỉ còn điều ước cuối cùng, nhìn thấy những đám mây bồng bềnh trên trời, Rít ước được bay như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời, dưới biển, nhưng mãi rồi cũng chán. Rít lại thèm được trở về quê.